Trên tay mình đây là chiếc tablet Acti 8 Pro của hãng Lakeview nghe mọi người. Thì hôm nay mình sẽ lấy ra test game cho các bạn cùng xem nha. Cái tựa game hôm nay mình muốn test để cho các bạn xem là một cái game bắn súng 3D ha. Nó có tên là Free Fire nha các bạn. Bây giờ mình sẽ test ha. Chế độ sinh tồn, chiến đấu thật phong cách. Triple kill. Dang it.